Chào các bạn, vậy là hôm nay mình đã đến bài số 25, một nửa trong chuỗi cái series về đọc hiểu. Các cái bài đọc hiểu mình sẽ cần phải nắm được cái cách đọc này, nắm được từ vựng này, nắm được cái cách ra đề này, hiểu được xem là người ta sẽ ra đề như thế nào này, cái cách mà người ta đặt câu hỏi ra sao này. Thế thì mình luôn 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 đặt ra cái câu hỏi như thế để mà rút kinh nghiệm cho những cái bài đọc sau. Vì là các cái bài đọc của mình nó sẽ không bao giờ lặp lại, đi thi cũng sẽ không bao giờ lặp lại. Nên là mình sẽ cần phải hiểu được cái cách mà người ta làm, hiểu được cái ý bài mà người ta muốn viết này, đúng không? Rồi khi mà đọc như thế thì là mình sẽ hiểu được cái nội dung, làm cách nào để nâng cái tốc độ đọc của mình lên. Đấy. Thì mình sẽ phân tích các cái bài đọc để giúp cho các bạn hình thành được các cái thói quen đó. Thì bài ngày hôm nay của mình, các bạn nhớ là check đáp án trước khi mà dịch cái bài ngày hôm nay nhé. Thì vẫn là cái dạng câu hỏi quen thuộc, là cái suy nghĩ nào phù hợp với lại tác giả trong cái đoạn văn này. Bây giờ mình sẽ cùng đọc nó nhé. Shigoto demo jinsei demo yō wa ori kakaru mondai o ika ni kaiketsu shite iku ka iu sagyō no kurikaeshi da. Cho dù là công việc này hay trong cuộc đời, yō wa ở đây là cái điều quan trọng, taisetsu na koto này, cái điều quan trọng đó là gì, là cái sagyō, cái công việc, là lặp đi lặp lại cái việc, là làm sao, là xem là ika ni ở đây là làm thế nào để mà có thể giải quyết các cái vấn đề mà xảy ra đối với lại bản thân mình. Cái từ orikakaru ở đây người ta đang giải thích là jibun ni okiru, là những cái vấn đề mà có ở bên trong mình, những cái vấn đề mà xảy ra đối với mình, đúng không? Thì là cho dù là công việc hay cuộc đời, điều quan trọng ở đây nó chính là cái sự kurikaeshi, là lặp đi lặp lại cái công việc được mang tên là làm thế nào, ika ni là làm thế nào để mà có thể giải quyết, hoặc làm thế nào để đi giải quyết các cái vấn đề mà xảy ra đối với mình. Cái ika ni ở đây thực ra nó dùng cái chiui số 3 này, nhưng mà nó là một cái cấu trúc ngữ pháp và một cái từ goi luôn ấy, nên là các bạn nhớ luôn nhé, nó bằng với how ở trong tiếng Anh ấy, là doyatte, làm thế nào. Thì thường thường cái ika ni nó sẽ đi với lại cái từ để hỏi ở đằng sau này, thì là làm thế nào để thực hiện cái gì đó đấy. Ika ni đi với cái từ để hỏi ở đằng sau. Aru hito wa dai kara nigeru, là có những cái người thì sẽ chạy khỏi các cái vấn đề. Aru hito là một cái người nào đấy không cố định. Có những cái người nigeru ở đây là chạy trốn khỏi các cái vấn đề. Kore mo sono hito ni totte no kaiketsu desu. Kore thì nó sẽ kết thúc bởi một danh từ, đó chính là kaiketsu này. Đây chính là một cái cách giải quyết đối với cái người đó, đúng không? Thì kore này kết hợp với lại danh từ ở phía đằng sau. Shikashi soyu hito wa nige chuzuke nakereba naranai. Thế nhưng mà những cái người như vậy thì sẽ phải tiếp tục chạy trốn. Ichido kichinto kaiketsu o shita hito wa, những cái người mà đã giải quyết một cách rất là cẩn trọng, hoặc là giải quyết một cách rất là cẩn thận một lần, thì onaji mondai ni sogu shita toki ni taisho dekiru, thì khi mà bắt gặp lại cái vấn đề tương tự thì sẽ có thể giải quyết được. Một khi mà họ đã từng giải quyết một cách rất là cẩn thận một lần rồi thì họ gặp cái vấn đề tương tự họ sẽ giải quyết được, đúng không? Kono yō ni shite skill ga agatte iki sono gotoku o suru daro, phải chăng là khi mà làm như vậy, hoặc là chọn cái cách như vậy, thì cái kỹ năng của mình sẽ được tăng lên, và phải chăng là bạn đang thực hiện những cái việc mà có lợi về phía sau này. Đấy, thì câu nào phù hợp nhất với cái suy nghĩ của tác giả ở đây thì nó nằm ở cái shikashi này rồi, đúng không? Nó nêu ra hai cái vấn đề, một cái vấn đề ở trên và cái vấn đề ở dưới, nên là đáp án của mình nó sẽ nằm ở hai câu cuối này này. Mình sẽ cùng đọc xem nhé. Mondai ni torikumu keike no tsumu hodo mondai ni taisho dekiru yō ni naru. Có nghĩa là càng tích lũy các cái kinh nghiệm trong cái việc mà nỗ lực để giải quyết vấn đề thì lại càng có thể xử lý được vấn đề. Thì ở đây đáp án của mình nó chính là cái câu này. Cái từ torikumu ở đây nó chính là cái ý là nỗ lực cố gắng để giải quyết vấn đề ấy. Thì là mình sẽ bằng với cái ý là kaiketsu suru ấy, tức là càng có cái kinh nghiệm giải quyết vấn đề, mình sẽ có thể xử lý được nó trong tương lai, xử lý được những cái trường hợp mà tương tự. Nên là mondai ni taisho dekiru yō ni naru, càng có kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm giải quyết vấn đề thì mình lại càng có thể xử lý được vấn đề. Đó chính là cái câu số 1, cái ý này của mình. Bây giờ mình sẽ loại câu 2, câu 3, câu 4 như thế nào. Mondai kara nigeru koto mo mondai no kaiketsu ni wa hichiyou de aru.
là cái việc mà chạy trốn khỏi vấn đề cũng là cần thiết để mà giải quyết vấn đề. Cái câu này sai hoàn toàn về ý rồi nhá. Câu 3 là gì ạ? Jinsei de toku o suru tame ni muzukashii mondai ni sekkoku tiki ni torikumu beki da. Để mà có lợi hoặc là có ích trong cái cuộc đời của mình thì sẽ cần thì sẽ nên torikumu là nỗ lực một cách rất là tích cực giải quyết các cái vấn đề khó. Thì cái đoạn mà giải quyết các cái vấn đề khó này thì không có nói đến trong bài. Câu 4 là gì ạ? Kai ketsu deki ta ka dou ka yori mondai kai ketsu ni torikumu taido ga taisetsu da. Có nghĩa là thay vì, đúng không? Thay vì xem là mình có giải quyết được hay không, thì cái điều quan trọng ở đây nó chính là cái thái độ nỗ lực để giải quyết vấn đề. Thì cái đoạn mà thái độ này là bị sai nhá. Người ta chỉ nói rằng là khi mà mình giải quyết được vấn đề rồi thì lần sau gặp vấn đề tương tự thì mình sẽ tiếp tục giải quyết được này, rồi kỹ năng của mình tăng lên này, rồi mình làm những cái việc có lợi về sau, chứ người ta không nói về cái thái độ của cái việc nỗ lực trong cái việc giải quyết vấn đề là quan trọng. Nên đáp án của mình là cái câu số 1. Chỉ có một cái vấn đề đó là mình vẫn luôn luôn nhắc các bạn sẽ phải căn cái thời gian đi thi. Nếu như mà mình ngồi mà mình đọc dịch hết như thế này thì mình làm được, đúng không? Mình hiểu vấn đề thì mình làm được, nhưng mà đi thi mà thời gian nó áp lực như thế, có hàng hơn hơn chục bài, 20 bài mà mình cứ đọc rồi mình phân tích như thế thì nó sẽ rất là mất thời gian. Vấn đề là mình đọc phân tích chi tiết cụ thể như thế này với cái mục đích là mình nhìn được cái tổng thể của cái bài đấy, mình nhìn được cái cách phân tích cái câu đấy để mà mình rút kinh nghiệm và mình đọc những cái bài sau nó nhanh hơn những cái bài trước, đọc những cái bài sau chính xác hơn những cái bài trước. Và các bạn cố gắng luyện tập thường xuyên cũng như là học được những cái từ hoặc những cái cách diễn đạt ở trong cái bài này nhé. Bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo nha.